ảnh hưởng bởi lũ lụt, từ những giao dịch vài nghìn đồng đến hàng trăm triệu đồng. Và danh sách được thống kê chi tiết về ngày chuyển tiền. Con này là cái hiệu đây cũng thỉnh thoảng gặp những Vega của Đức này. Cũng ghi nhận tấm lòng của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp cùng chung tay hướng về đồng bào miền Bắc. Tuy nhiên, trước thông tin về số tiền ủng hộ, cộng đồng mạng cũng đang tranh luận sôi nổi trước thông tin nhiều cá nhân đã thổi phồng, đánh bóng tên tuổi trên trang cá nhân, trong khi con số tiền sao kê thì lại rất nhỏ. Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những thông tin ban đầu. Cái chỗ đây nó có cái đèn này hay cái đồng hồ này này nè. Cái vàng cái đây đứng lại đó. Anh này cái ta nó chạy lên chạy xuống trúng đài là nó xuống nó màu đỏ nha. Hôm nay cái này hay anh em mới thấy này. Đó 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 đó, đó nó chạy nè. Bởi vì không biết là nó kiểu nó thiết kế cái đồng hồ kiểu sao. Một số cá nhân tổ chức thì họ đăng ký số tiền lớn. Tuy nhiên là không phải một rồi chuyển qua nhà nha, người ta đang nghe FM này. Được một số tiền mặt để chuyển liền, chứ vẫn trao đổi để thông tin minh bạch để bản thân của tổ chức và cá nhân đó biết được cái dòng tiền của mình. Qua nhà này. Rồi chưa, nhà này cũng ngon nha, im mà nha. Cái volume này. Xịt cho nha. Xa cái đây là không xoay được. À, 62 nha. Mất cái thước rồi. Này chắc gần 20 á, 17, 18, 12. Bát này. Và anh em xịt vô nha, vệ sinh lại nha. Cho ở đây đứng lại nha. Mấy cái âm ly nó hay bị cái này lắm nha nè. Ba lăng nè. Mà không biết là nó bị cái gì nữa. Đấy, có ba lăng ngồi nè. Đấy, ba lăng ngồi nè, ok rồi nha. Này, ba lăng làm bên một bên nè. Giờ mà ba trái, ba lăng trái nè. Hết nổ rồi. Cái này hàng Đức vừa là mình lấy ra là mình test luôn rồi nha nè, chứ không có ấy nha. Không có, chưa có động nhiều này nha. Ở đây bán như vậy nhiều lắm. Rồi ok cho, lên giữa nè. Có vô nha. Gia vị rồi vô hết nha, bánh kép rồi nè. Giảm hết bánh nha. Không biết bị cái gì. Giảm hết bánh nè. Nè, chắc bị tụ ở nhà nè mà. Ở đây, rồi hết này không? Mấy cái volume này cũng phải vệ sinh nè. Kép nè. Nói chung nó có vô nha. Bát kép rồi vô ngon lành hết nè. Ở đây máy tính mở chừng có 70% thôi. Là hướng 12 giờ. Rồi con này là Vega 3116 nha. Đó anh em nào muốn chơi con này thì nhắn nha. Cái gì thầy? Cái volume anh em ơi. Đó không? Rồi giao lô số này nha anh em.